Chào mừng quý vị đến với chương trình Cà phê tối của truyền thông Chúc Quốc Thế. Thưa quý vị, vừa qua Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã gửi giấy báo tin cho tôi biết về việc họ đã nhận được đơn của tôi tố cáo ông Thượng tá Vũ Xuân Ái, Công an cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất, Bộ Công an có hành vi lạm quyền, lợi dụng chức vụ quyền hạn, giữ người trái pháp luật và làm nhục người. Thưa quý vị, tôi nhận thấy đây là một việc làm đáng khích lệ, thể hiện tinh thần trách nhiệm, đấu tranh chống tội phạm của cơ quan kiểm sát pháp luật. Thế nhưng, tôi cảm thấy rất là đáng tiếc và hổ thẹn khi thấy giấy báo tin của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố gửi cho tôi có nội dung chưa phù hợp pháp luật. Có thể nói là cơ quan này đã thể hiện tính cẩu thả, thiếu nghiêm túc hoặc coi thường người tố cáo. Cụ thể, ở điểm thứ nhất, như nội dung giấy báo tin nêu rõ, tôi tố cáo ông Vũ Xuân Ái có hành vi lạm quyền, lợi dụng chức vụ quyền hạn, giữ người trái pháp luật, làm nhục người. Như vậy, đây là hành vi công dân tố giác tội phạm theo quy định tại Điều 101 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự, khoản 2, Điều 3. Và khoản 3, Điều 12 Luật Tố Cáo cũng quy định, việc tố giác và tin báo về tội phạm được thực hiện theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự. Theo quy định tại Điều 101 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự, khoản 1, Điều 103 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự, Viện Kiểm sát có trách nhiệm tiếp nhận đầy đủ mọi tố giác, tin báo về tội phạm do cá nhân chuyển đến. Viện Kiểm sát có trách nhiệm chuyển ngay các tố giác, tin báo về tội phạm này kèm theo các tài liệu liên quan đã tiếp nhận cho cơ quan điều tra có thẩm quyền. Thưa quý vị, giấy báo tin Viện Kiểm sát gửi cho tôi đã viết là đã chuyển đơn của tôi đến cơ công an thành phố là chung chung chưa phù hợp mà phải ghi rõ là cơ quan điều tra. Bởi vì theo quy định tại điểm A khoản 1 điều 33 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự, cơ quan điều tra là cơ quan tiến hành tố tụng. Cũng vậy, điểm A khoản 1 điều 1 pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự quy định, trong công an nhân dân có các cơ quan điều tra sau đây: cơ quan cảnh sát điều tra, công an tỉnh, thành phố. Và thưa quý vị, sẽ có người cho rằng công an thành phố sẽ chuyển cho cơ quan điều tra. Nhưng vấn đề đặt ra là đối với pháp luật phải chính xác, nhanh chóng, tránh tình trạng chung chung, khiến cho tôi, người được báo tin, không biết phải theo dõi ở cơ quan nào trong công an thành phố. Thưa quý vị, ở điểm thứ hai, chính nội dung không nghiêm túc kể trên dẫn đến những chi tiết cẩu thả mà có thể nghi vấn rằng những người có trách nhiệm đã thiếu trách nhiệm. Đây là một trong những hành vi bị nghiêm cấm theo quy định tại Điều 8 Luật Tố Cáo. Cụ thể, đơn tố cáo của tôi đã gửi cho Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố ghi địa chỉ là 38 Kỳ Đồng, quận 3, Sài Gòn. Thế nhưng, giấy báo tin gửi về cho tôi lại ghi là 39 Kỳ Đồng, quận 3, Sài Gòn. Không hiểu sao mà tôi vẫn nhận được cái giấy báo tin này. Thưa quý vị, hay là như đơn tố cáo của tôi ghi rõ hành vi làm nhục người khác theo Điều 121 Bộ Luật Hình Sự, nhưng giấy báo tin lại ghi là làm nhục người. Bộ Luật Hình Sự không có tội làm nhục người. Vậy, chính tôi tố cáo sai hay là Viện Kiểm sát lơ đễnh? Thưa quý vị, ở nội dung thứ ba là giấy báo tin của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố cũng mong tôi tiếp tục theo dõi, hợp tác trong quá trình giải quyết vụ việc. Vì theo quy định tại khoản 2, Điều 103 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự, trong trường hợp cụ thể này không phải là có nhiều tình tiết phức tạp hoặc phải kiểm tra, xác minh tại nhiều địa điểm, nên thời hạn quyết định khởi tố hay không khởi tố, thông báo kết quả giải quyết tố cáo cho tôi chỉ trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được tố giác. Thưa quý vị, một lần nữa, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố yêu cầu tôi, mong tôi tiếp tục theo dõi. Thưa quý vị, tôi xin nhắc lại, vào lúc 21 giờ ngày 13 tháng 4 năm 2014, tôi làm thủ tục xuất cảnh đi Hoa Kỳ theo lời mời của dân biểu Liên bang Hoa Kỳ để điều trần về tự do báo chí tại Việt Nam, diễn ra tại Hạ viện Hoa Kỳ vào ngày 29 tháng 4 năm 2014. Nhưng tại sân bay, ông Vũ Xuân Ái đã chỉ huy các công an an ninh sân bay Tân Sơn Nhất và một số người khác tôi không biết tên do họ không giới thiệu tên đã ngăn chặn tôi xuất cảnh, tịch thu hộ chiếu số B739-5142
do Cục Quản lý xuất nhập cảnh cấp vào ngày 12 tháng 11 năm 2012. Và họ đã giam giữ tôi từ 21 giờ 30 đến 23 giờ 30. Họ đã đánh và lăng nhục tôi, kè cổ tôi như một tên tội phạm mà không xuất trình được lệnh quyết định cấm xuất cảnh, hủy bỏ hiệu lực hộ chiếu cũng như là giam giữ của người cơ quan có thẩm quyền, và họ cũng không giao bất kỳ biên bản nào cho tôi theo đúng quy định của pháp luật. Hồi ngày 25 tháng 4 vừa qua, tôi đã gửi đơn tố cáo đến Công an thành phố, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố và Thanh tra Công an thành phố, cũng như là đơn khởi kiện đến Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng cho đến nay đã gần 2 tháng mà tôi chỉ nhận được có phúc đáp của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh với nội dung hời hợt, khẩu thả và thiếu trách nhiệm.